Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đó là nội dung của đề án số 16 của tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2021-2025. Theo đề án này, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu là nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác phòng chống tham nhũng. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, phấn đấu 100% vụ việc, vụ án về tham nhũng lãng phí được đưa ra giải quyết, xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Huyện Bảo Yên vừa tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ bí thư đảng bộ cơ sở lần thứ nhất năm 2021. Tham dự hội thi có 16 thí sinh đến từ các đảng bộ, các xã, thị trấn trong huyện. Hầu hết, các thí sinh đã vượt qua vòng thi một cách xuất sắc với những kiến thức sâu sắc về điều lệ đảng, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là kiến thức về lĩnh vực quản lý nhà nước, lĩnh vực mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Qua hội thi, không những đã trang bị thêm những kiến thức kỹ năng công tác cho đội ngũ bí thư đảng bộ cơ sở, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích, trở thành buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều nội dung hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường đang tiếp tục mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cục Quản lý Thị trường Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định, điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ, bao bì, nhãn mác của hàng hóa, đặc biệt những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán như quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, sữa, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát, động vật và sản phẩm chế biến từ động vật, phân bón. Dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã kiểm tra 143 vụ, phát hiện và xử lý 68 vụ vi phạm. Tổng giá trị xử lý trên 1 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 339 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm là 747 triệu đồng. Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19, thông điệp 5K. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, v.v. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế Lào Cai 0969 841 414 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những ngày này các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thôn Vi Mã, một trong những địa bàn khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất của thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, người dân đã có ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ mình chỉ ở nhà thôi, không đi ra ngoài làm thuê nữa. Ra ngoài thì phải đeo khẩu trang vào để không bị bệnh. Sự thay đổi nhận thức này của người dân có được một phần đóng góp không nhỏ của các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có hội phụ nữ địa phương. Tôi cũng luôn tuyên truyền với bà con nhân dân ở thôn Vi Mã là khi mà mình muốn ra ngoài đường gì đấy thì mình cũng phải đeo khẩu trang.
Và khi mình phát hiện có người lạ vào trong địa bàn mình thì mình có thể là thông báo cho chính quyền thôn để người ta nắm bắt, để người ta hỏi rõ địa chỉ người đến là từ đâu đến. Chúng tôi đặc biệt là quan tâm cái việc đẩy mạnh, chú trọng công tác tuyên truyền mọi lúc mọi nơi tới tất cả các tầng lớp hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tham gia tại những cái buổi chợ tuyên truyền vận động hội viên và toàn thể nhân dân là thực hiện giãn cách, khoảng cách giữa mọi người, và đặc biệt là đeo khẩu trang, thế rồi là dùng nước sát khuẩn, và đặc biệt là công tác vệ sinh xung quanh khuôn viên nhà ở, vệ sinh môi trường. Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị trấn Phong Hải mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi đại dịch COVID-19. Được xác định là một trong những cây trồng chủ lực ở địa phương, năm 2021, cây quế tiếp tục được các địa phương trên địa bàn huyện Bảo Yên tập trung mở rộng về diện tích. Trong tháng 1 năm 2021, toàn huyện đã trồng mới được 54 hectare quế, nâng tổng diện tích quế toàn huyện lên trên 21.254 hectare. Trong đó, diện tích quế thu hoạch vỏ là 8.650 hectare, thu hoạch cành lá gần 10.000 hectare, còn lại là diện tích quế 1 đến 3 năm tuổi. Không chỉ mở rộng về diện tích, huyện Bảo Yên đang khuyến khích các địa phương tập trung nâng cao chất lượng cây quế, gắn sản xuất với chế biến nhằm đảm bảo đầu ra và giá cả ổn định cho cây quế, để cây quế thật sự trở thành cây xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tỉnh Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi để mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư xây dựng ý tưởng phát triển các sản phẩm tiêu biểu. Từ sản phẩm tiêu biểu trở thành sản phẩm đạt sao OCOP thì cần có sự chung tay từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cả chính quyền sở tại. Xuất phát từ thực tế, có nhiều khách du lịch trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp tại địa phương. Anh Trần Chí Thành, thị xã Sapa đã chủ động thay đổi mục tiêu kinh doanh của gia đình. Từ hoạt động đơn lẻ, anh Thành đã vận động anh em thành lập hợp tác xã Tà Phìn Xanh. Phát triển, hoàn thiện ý tưởng. Năm 2020, khu sinh thái vườn đá Tà Phìn được công nhận là sản phẩm dịch vụ du lịch OCOP đạt hạng 4 sao đầu tiên trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ khi mà nhận cái chứng chỉ đấy thì cái sức lan tỏa của thương hiệu, chất lượng dịch vụ phát triển rất là lớn. Từ chúng tôi được du khách trong và ngoài nước biết đến rất là rộng rãi. Từ cái thương hiệu đó thì cái số lượng khách đến với lại cơ sở chúng tôi rất là đông. Thế cho nên rằng là chúng tôi cũng phải tăng cường cái chất lượng dịch vụ cao hơn nữa. Cái chất lượng dịch vụ thì cũng muốn ngày một phát triển hơn. Không chạy theo thành tích, không phát triển ồ ạt, mà trên cơ sở sản phẩm công nhận phải đạt tiêu chí, đạt điểm theo quy định của Trung ương. Cách làm này đã giúp cơ sở sơ chế quế vỏ của chị Tạ Thị Hợi, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng vẫn hoạt động ổn định trong bối cảnh dịch bệnh với doanh thu tới 5,4 tỷ đồng. Tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động địa phương. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao là tuyên truyền cho bà con nhân dân là từ khâu trồng trọt đến khâu thu gom, đến khâu chế biến, đến khâu xuất ấy là đảm bảo là cái chất lượng hàng luôn luôn là đảm bảo chất lượng. 92 sản phẩm đạt sao OCOP được công nhận trên cơ sở của hàng nghìn ý tưởng trong 3 năm qua, đưa Lào Cai trở thành địa phương có nhiều sản phẩm đạt sao nhất khu vực miền núi phía Bắc. Từ sản phẩm tiêu biểu trở thành sản phẩm OCOP là quá trình nâng cao về chất lượng, giá trị hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ và mở rộng liên kết. Đối với Lào Cai thì có những điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp với một cái địa hình là chia cắt, tạo ra nhiều vùng tiểu khí hậu, kết hợp với 25 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh có nhiều cái bản sắc văn hóa riêng, cho nên là mỗi một vùng miền thì đều có những sản phẩm riêng biệt. Thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm của chính phủ phát động, tỉnh Lào Cai đã bổ sung thêm một số các cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy cho nên Lào Cai trong thời gian qua thì đã tạo ra được nhiều cái sản phẩm OCOP. Với nguyên tắc nhà nước hỗ trợ hướng dẫn, cơ sở sản xuất đề xuất trực tiếp theo nhu cầu và khả năng thực tế. Hàng năm tỉnh sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh và đăng ký sản phẩm thi cấp quốc gia. Thời gian qua trên địa bàn thành phố Lào Cai vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trước thực trạng này, thành phố đã triển khai đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm vỉa hè nhằm lập lại trật tự giao thông đô thị, nhất là dịp trước, trong và sau Tết. Đi dọc trên các tuyến đường của thành phố, không khó để bắt gặp tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Đội trật tự đô thị đã phối hợp với chính quyền các địa phương, quyết tâm xử lý dứt điểm các điểm nóng và bàn giao cho các phường, xã ngay tại hiện trường để địa phương quản lý.
xử lý triệt để cái biển hai chân và kết rác thải lưu cữu ở trên hè phố tại các đường phố chính, hai đối các chợ, đội tăng cường tuyên truyền vận động và xử lý các hộ cố tình không chấp hành ở trên tất cả các đường phố xung quanh chợ. Tại phường Lào Cai, cùng với công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định không vi phạm hành lang vỉa hè, địa phương này tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng với phường xã để xử lý các trường hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân phường phối hợp với đội kiểm tra trật tự đô thị của thành phố, một là giải phóng toàn bộ các cái hàng rau củ quả bán hàng vi phạm, hai là giúp đỡ các cái hộ tiểu thương vận chuyển cái tài sản, thế rồi là cái quầy hàng từ chợ tạm sang chợ mới. Với sự thay đổi cách làm vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa đảm bảo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế và gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền mỗi phường xã, hy vọng rằng công tác quản lý đô thị ở thành phố sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.